Hãng LG vừa cho ra mắt sản phẩm LG L Phino với hình dáng và những chi tiết thiết kế giống với những siêu phẩm của hãng như là LG G2, LG G3. Đã được coi là một điểm đáng hoan nghênh của LG bởi bạn có thể sở hữu cho mình một chiếc smartphone có kiểu dáng hiện đại, gọn gàng nhưng không cần phải bỏ qua quá nhiều tiền. Nhìn thoáng qua thì hình dáng mang đậm chất siêu phẩm, nhưng nếu cầm và soi kỹ thì thấy sản phẩm này có thiết kế hơi bị lô, không được tinh tế như đàn anh G3. Máy kích thiết kế vỏ nhựa hỗ trợ chống dấu vân tay, cộng phím nguồn và tăng giảm âm lượng được đặt ở vị trí giống với G3 nhưng bằng nhựa nên nhìn không có vẻ sang trọng. Camera chính, đèn flash, logo LG và loa ngoài. Về mặt trước thì theo ý kiến riêng của mình thì mình thấy đẹp, các cạnh viền khá cân bằng với nhau, phía trên có loa thoại, cảm biến và camera phụ. Không biết ý kiến của mỗi người như thế nào, nhưng riêng mình thì không thích cách chế tạo bốn phím cảm ứng nằm phía trong như thế này, cảm giác vướng víu, chật chội khi bấm. Hai bên cạnh trái và bên phải không thích hợp phím nào. Cạnh trên cùng thì có jack cắm tai nghe 3.5, một micro hỗ trợ. Cạnh cuối cùng có micro thoại và cổng micro USB. LG L Phino được sở hữu chuẩn màn hình WVGA 4.5 inch với tấm nền IPS LCD, hiển thị 16 triệu màu, cho độ phân giải đạt 480x800 pixel, mật độ điểm ảnh là 207 ppi. Với độ phân giải này thì phần màn hình không được đánh giá cao lắm, nhưng bù đắp nhược điểm này, tấm nền IPS LCD giúp màn hình sáng hơn, cho góc nhìn rộng hơn. Sở hữu cấu hình khá ổn định với pin xử lý lõi tứ, tốc độ là 1.2 GHz, bộ nhớ RAM 1GB cho phép bạn trải nghiệm hệ điều hành Android KitKat 4.4.2 mới nhất một cách mượt mà và ổn định. Tuy bộ nhớ trong chỉ có 4GB nhưng với khe cắm thể nhớ mở rộng microSD lên tới 32GB thì bạn không cần phải quá lo lắng về dung lượng lưu trữ. Với một cấu hình tương đối như vậy thì sẽ cho bạn trải nghiệm tốt những game mới hiện nay trên Google Play. Phino có camera chính là 8MP và camera phụ là 0.3MP. Theo nhận xét của mình thì ảnh chụp ngoài trời thì tốt, màu sắc hiển thị chân thực. Máy có thể tự động lấy nét ma trận khi bạn xác định được chủ thể cần chụp, hoặc là bạn có thể chạm vào chủ thể để lấy nét trực tiếp luôn. Ngoài ra còn khá nhiều hiệu ứng cho phần chụp ảnh này. Với việc nhắm tới thị trường giá rẻ, LG đã tối ưu làm giảm chi phí một cách đáng kể để cho ra một sản phẩm phổ thông đáp ứng được hầu hết các yêu cầu thông dụng nhất hiện nay. Tùy theo từng thị trường mà LG L Phino có nhiều màu sắc trẻ trung, cá tính khác nhau cho bạn nhiều sự lựa chọn hơn, bao gồm các màu trắng, đen, vàng, đỏ và xanh. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like, chia sẻ với bạn bè và nhấn vào nút đăng ký nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.